thì nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên, rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng, ngọn lửa sáng ước vọng bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay thì nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới. Làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam, khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống mãi bao la còn bao điều muốn tìm. Khám phá những con người quanh ta cùng những tình cao say để cuộc sống thêm tuyệt vời. Cho ngày nay đến khát khao, ta cùng mình mang tan vươn lên mãi mãi. Khám phá biết bao điều kỳ lạ, cùng khám phá cuộc sống vui tuyệt vời.
pháp thói quen. Thì có người nói là điên nhưng lang thang thì thiếu vui riêng, tay cầm lá chân đa hoa. Lưỡi từ đêm người đi qua, người tóc dài, người đầu dọc, xe đi ngang, người đi dọc, người đi làm, người đi học. Người đang cười, người đang khóc trên chiếc xe mình xuống xanh, người kiếm cơm, người chút cháo và thêm một chén canh. Những ánh mắt, những anh ta vẫn cứ mặc